Kính thưa sư, trong nghề hát, nghề diễn, con quan sát thấy có những vai diễn, lời ca khiến khán thính giả vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có vai diễn hiểm ác làm khán giả nổi lòng giận dữ, có lời ca đau khổ khiến người ta chìm đắm trong sầu não. Con có đọc được kinh điển những người làm nghề hát sau khi mệnh chung sẽ đọa địa ngục, khi thọ bát quan trai giới có giới cấm hát và xem hát, khi thọ giới sa di và sa di ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng có giới cấm xem múa hát nhạc kịch. Mong sư hoan hỷ giảng giải cho chúng con về nghiệp của những người làm nghề hát, nghề diễn và những người xem hát, xem diễn. Những người tu tập tại gia như chúng con nên ứng xử như thế nào với loại hình trình diễn này cho đúng chánh pháp? Thì thưa với quý vị đó, cái nghiệp quý vị đã nói rồi, quý vị đã coi kinh, cái nghiệp quý vị đã nói rồi, cho nên là sư thấy là sư cũng không cần phải nhắc lại nữa. Tuy nhiên nó như thế này nè, con dao á ở trong tay của mình nó trở thành cái vũ khí để sát sanh hại vật, hay là nó trở thành cái công cụ để mình nấu một món ngon, rốt cuộc cũng do mình thôi. Nếu như á, mình gọi là cái thiên sinh tư chất của mình á, là mình có một cái giọng nói tốt, một cái giọng hay, thì mình có thể dùng cái giọng nói đó để mình khuyên người ta làm lành lánh dữ. Hoặc là mình nếu như có ca hát thì mình cũng có thể cư sĩ nha, sáng tác những cái ca từ nào đó mà khuyến khích mọi người hướng thiện, ví dụ như bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy ý, hồi hướng, sửa sai chi kiến cho đúng, thì vẫn có thể được, chứ không phải không được. Sư nói là để tránh cái thái độ cực đoan, để chúng ta hiểu. Hoặc là mình diễn thì cũng như vậy thôi, cũng có những cái vai diễn mà mình cho mọi người hiểu được cái cách làm lành lánh dữ, đó cũng là một điều nên đó. Chỉ tiếc là xã hội thời nay đó, chúng sanh sống ác nhiều hơn sống thiện, cho nên trên lý thuyết thì như vậy, nhưng mà thực tế thì nó khó vô cùng. Chính bởi vì như vậy đó, tốt nhất thì chúng ta vẫn nên tránh được thì tránh đó. Kiểu như thí dụ như bây giờ như sư đi, sư có, ngay cả bây giờ sư có thiên phú ca hát đi chăng nữa thì sư cũng không có ca hát, mà sư sẽ dùng cái giọng nói đó, dùng cái cách diễn đạt đó để sư truyền tải chánh pháp, thì đó vẫn là điều nên. Cho nên á, lựa chọn thì vẫn ở chính mình thôi. Còn cái cách chúng ta cư xử như thế nào thì thứ nhất, nếu như quý vị á, là người giữ tám giới thì đương nhiên tuyệt đối chúng ta không có ca múa hát, hoặc là nghe những cái ca đờn ca múa hát chúng ta không có nghe. Ngay cả nha, ngay cả đó là những cái bài ca hướng thiện, hoặc là những gọi là nhạc đạo, kinh điển của Phật mà người ta phổ nhạc, cư sĩ giữ năm giới thì sư không ý kiến. Nhưng nếu như quý vị giữ tám giới thì ngay cả những cái bài gọi là nhạc kinh đó quý vị vẫn không được nghe. Và cái lý do thì sư đã nói nhiều trong các cái buổi vấn đáp khác rồi. Và bây giờ chúng ta nên cư xử như thế nào? Hãy thu thúc sáu căn. Có những trường hợp á, mình không thể cấm người ta mở nhạc được. Ví dụ như nhà hàng xóm họ kéo loa kẹo kéo, hoặc thậm chí mình đi một số nơi như là một số cái ngôi chùa họ mở nhạc, nhạc đạo, nhạc kinh á, thì mình cũng không thể nào cấm họ mở được. Thì khi đó mình làm cái gì? Thu thúc sáu căn, phòng hộ nó. Giống như mình là cái người lính, mình canh giữ cổng thành, mình phòng hộ nó. Phòng hộ cho mình thôi, không còn cách nào khác, mình phải phòng hộ cho mình. Giống như ngài trưởng lão Maha Kacchayana, ngài suy nghĩ là khi mà có một cái cô tiên nữ cổ xuất hiện, thì ngài hỏi cô tiên nữ là tại sao cô tiên nữ có nhiều cái phước như vậy, tức là cô muốn có quần áo đẹp thì cô sẽ có quần áo đẹp như ý, cô muốn có trang phục màu nào thì nó sẽ có màu như ý, muốn màu đỏ có màu đỏ, muốn màu xanh có màu xanh, muốn màu vàng có màu vàng.
Rồi khi mà cô khua tay múa chân á, giơ tay nhấc chân thì đều có những cái âm thanh leng keng, nó giống như là một cái bài nhạc. Và thậm chí là khi mà cô ca hát thì nó cũng là những cái âm điệu đẹp đẽ. Thì cô này cổ mới nói là hồi xưa cô làm phước như vậy đó, và cổ trình diễn lại cho ngài Mahakachayana xem. Nhưng mà khi đó, cô nghĩ đó, khi mà cô thấy là trưởng lão có tác ý màu đỏ thì cô biến y phục của cổ thành màu đỏ, khi trưởng lão có tác ý màu trắng thì cô đổi cái trang phục màu trắng, khi trưởng lão có tác ý màu xanh cô đổi trang phục màu xanh, và sau đó cô vỗ tay rồi cô múa hát. Nhưng khi đó trưởng lão không lắng nghe, trưởng lão thu thúc 6 căn, trưởng lão không lắng nghe. Và cô tiên nữ này cũng nghĩ là trưởng lão không lắng nghe ta, và thế là cô biến mất đó. Thì chúng ta có thể tham khảo ha, và không biết cái vấn đề này thì sư Chánh Tâm có cái góp ý gì không? Qua luôn. Sư hình tệ trình bày quá đầy đủ rồi, tôi không có gì thêm.